Trong khi thế giới đang dồn mọi nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa COVID cho dân chúng, một chủ kinh doanh các mặt hàng phục vụ tín ngưỡng ở Malaysia cho biết vaccine vàng mã trong tiệm của ông cháy hàng trong tháng này, tháng 7 âm lịch mà dân gian còn gọi là tháng cô hồn. Tháng cô hồn mà những người theo đạo giáo và Phật giáo trên khắp Đông Nam Á tưởng niệm xoay quanh niềm tin rằng vong linh người khuất thường trở lại trong tháng thứ 7 âm lịch. Cho nên, đây là thời gian người sống cúng đồ ăn thức uống, hương khói, đốt giấy tiền vàng bạc và đốt hàng mã, tượng trưng cho những vật dụng mà người chết có thể cần đến nơi cõi âm. Năm nay, một hộp gồm một xi lanh và hai ống vaccine vàng mã nằm trong số các mặt hàng bán chạy nhất tại tiệm Yihan Trading ở thành phố Johor Bahru của Malaysia. Tình hình COVID ở đất nước chúng tôi khá nghiêm trọng, nhiều người mất mạng trước khi được tiêm vaccine. Cho nên tôi hy vọng sản phẩm này có thể giúp những người đã khuất trọn vẹn ước nguyện cuối đời của họ. Người thợ thủ công này cho hay, ông bắt đầu làm các hộp vaccine vàng mã từ đầu tháng 8, mỗi ngày sản xuất từ 30 đến 50 hộp. Mỗi hộp giá khoảng $5.50. Tới nay, ông đã bán được hơn 200 hộp vaccine vàng mã như thế này. Chúng tôi làm thử xem, đâu ngờ thị trường hưởng ứng quá tốt. Đơn đặt hàng không dứt, chúng tôi phải làm thêm giờ tận khuya để đáp ứng nhu cầu. Malaysia là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm và chết vì COVID cao nhất Đông Nam Á. Tổng số ca nhiễm gần 1,6 triệu và tổng số ca tử vong là 14.818 người. Khoảng 57% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Là đất nước có đa số dân theo Hồi giáo, khoảng 20% trong tổng dân số 32 triệu người của Malaysia theo Phật giáo.